Đã ai hình thành được cái thói quen đó là mỗi ngày ăn được 5 quả đậu bắp sống chưa? Mình đã hình thành được rồi đấy. Nếu như mà bạn mỗi ngày ăn được 5 quả đậu bắp sống giống như mình á, là có lợi cho sức khỏe lắm đó nha. Nó cũng không quá khó ăn đâu mọi người. Nếu như mà ăn quen á thì bạn sẽ cảm thấy cái mùi của nó cũng dễ chịu lắm. Còn trường hợp giống như là anh chị nào mà không có ăn được sống á thì mình có thể trụng qua nước sôi một lần cho nó tái tái xong rồi mình ăn nó cũng dễ. Nhưng mà mình luôn khuyên mọi người rằng là nên ăn sống như thế này. Bởi vì ăn sống như thế này thì cái hàm lượng chất xơ cũng như là cái độ nhớt của nó sẽ cực kỳ cao. Trường hợp của bạn này giống như là trường hợp của bố mình á, ăn đậu bắp sống mà đỡ được cái tình trạng là đau viêm đa khớp luôn á.